đang giới thiệu với các bác một đôi loa mini bát 12. Đôi loa này nó cao tầm khoảng 26 đến 27 cm anh em nhé. Nghe cực kỳ da diết, tí tách luôn. Bát 12, một loa chép dom đang đấu với âm ly. Gàng vặn và nói như vậy thì anh em phải hiểu là loa đang hoạt động bình thường hoàn hảo, cả hai thùng đầy đủ giải âm bát mi chép. Mã loa là 052A, bát 12 màng carbon, gân cao su, gân bút. Giá báo cho anh em là 1,2 triệu, giá báo tại cửa hàng anh em nhé. Thùng vách đẹp mê luôn, thùng vách đánh mê luôn. Đó. Sản xuất 6 ohm, 70W. Những dòng loa này thì nó sẽ sản xuất lắp ráp tại Malaysia. Còn đôi này lắp ráp tại Đài Loan anh em nhá. Điều đương nhiên luôn, những dòng loa này nó như vậy. Củ loa to gần bằng mặt luôn, bát 12. Hàng chính hãng, hàng xịn sò luôn, zin tuyệt đối luôn. Tiếng da diết. Phải nói là giá 1,2 triệu cho một đôi loa này thì có thể nói với anh em là rẻ hơn cả loa tàu.